Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Dương Vi sau đây xin chia sẻ bài viết được đăng ở trên báo Phòng không Không quân với cái tựa đề kiên quyết đấu tranh với nấm độc thông tin trong ngoặc kép và các thuyết âm mưu trong ngoặc kép đen tối. Đó là cái nội dung của bài viết. Đặc biệt đó, trước cái thềm Đại hội 13 của Đảng, các thế lực thù địch sử dụng cái thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thông tin giả càng ngày càng lan rộng và mang tính chất quy mô hơn. Đấy. Nó mỗi ngày lan tràn trên Internet và mạng xã hội hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn bài viết. Đằng sau những cái phát tán thông tin ấy có không ít sự việc được đơm đặt dựng chuyện bởi những cái kẻ thực hiện các thuyết âm mưu. Vậy mà thật đáng tiếc á, vẫn có một số người do thiếu hiểu biết hoặc suy nghĩ chủ quan đơn giản và vô hình chung tiếp tay cho những cái nấm độc thông tin nguy hiểm ấy. Đằng sau những cái thông tin bịa đặt thường là các thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu á, là cụm từ từng được nhắc đến trên truyền thông thế giới từ những năm 60 của thế kỷ trước, trong cái cuốn sách Thuyết âm mưu của nước Mỹ của một cái giáo sư đại học ở bang Florida. Ông này cho rằng CIA đã tạo ra cái cụm từ thuyết âm mưu vào thập niên 60 liên quan đến vụ án ám sát Tổng thống Mỹ John Kennedy vào năm 1963. Anh chào Phương Thoa, chào tất cả mọi người. Bản chất của thuyết âm mưu ấy, chính là tung ra các thông tin bịa đặt, xuyên tạc để gây hoang mang dư luận, khiến dư luận xã hội hiểu sai về sự vật hiện tượng nào đó. Trên thế giới đã xuất hiện nhiều cái sự kiện được coi là gắn với cái thuyết âm mưu này này. Thí dụ như vụ tai nạn xe hơi dẫn đến cái chết của cung nương Diana là do Hoàng gia Anh thực hiện. Hoặc là cái tàu vũ trụ Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng chỉ là trò giả mạo của Hoa Kỳ để chống lại Liên Xô trong cái cuộc chạy đua lên mặt trăng này. Từ khi có cái mạng xã hội ấy, tức là Internet này này, cái nấm độc thông tin giả, thông tin bịa đặt càng có cơ hội bùng phát và gắn với cái thuyết âm mưu này nhiều hơn. Cách đây không lâu, ngay sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris vào năm 2019, đã xuất hiện hàng loạt cái thuyết âm mưu như Tổng thống Pháp cho đốt nhà thờ để đổ thừa cho phe biểu tình áo vàng. Đó. Chỉ sau cái vài phút thôi, cái việc mà đám cháy bùng phát ấy, đài Fox News Mỹ đã phỏng vấn một người tự xưng là quan chức dân cử Pháp, và ông này đã gọi là vụ hỏa hoạn như với sự kiện 11 tháng 9 của nước Pháp. Thêm vào đó nữa, cái thuyết âm mưu này này, ở trong cái tài khoản Twitter của một người ấy, có hơn 100.000 lượt người, 110.000 lượt người theo dõi ấy, đã loan tin Tổng thống Pháp có thể đã cho đốt nhà thờ Đức Bà Paris làm hại thêm hình ảnh của những người biểu tình áo vàng. Đó là cái mục đích của cái thuyết âm mưu là vậy. Riêng cái thuyết âm mưu ấy, trong cái thời gian gần đây này, như chúng ta thấy ấy, cái sự việc Thủy Tiên đi từ thiện nhé, cũng có cái thuyết âm mưu ở trong đó. Người ta có một số người muốn hạ bệ Thủy Tiên, cho rằng Thủy Tiên ấy, có thể lợi dụng việc đi từ thiện này này, sẽ thành lập hội nhóm và lên làm chính trị. Đấy. Rất là nhiều cái vấn đề xoay quanh cái việc cô Thủy Tiên đi từ thiện này, mà Dương Vi sẽ nghiên cứu làm một cái live. Chính anh em, nhiều anh em tham gia mạng xã hội phản biện chống lại
cái luận điệu xuyên tạc mà vô tình đã tiếp tay cho những cái thành phần phản động. Trong đó có cái clip mà người của Thủy Tiên ấy, đi xác nhận, chụp ảnh xác nhận là một ông thôn trưởng cái gia đình ấy, thì sau này Thủy Tiên đi kiểm tra kiểm chứng lại là cái việc đó do trong cái nhóm Thủy Tiên này này, trong quá trình đi làm thiếu khách quan, đã làm sai cái bản chất của sự việc nên cộng đồng người ta lên án. Ở trong đó có những cái gì, thậm chí có thuyết âm mưu ở trong đó, nên mọi người vẫn đổ xô đánh cô Thủy Tiên này. Đấy. Ví dụ như mạng xã hội YouTube ấy, có sai sót tiếp tay cho một cái thuyết âm mưu khi thuật toán tạo ra đường dẫn clip đến cái vụ tấn công 11 tháng 9 ở Mỹ, xong YouTube ấy, lập tức đã sửa sai và xóa bài viết ngay sau khi nhận được những phản hồi và những phàn nàn về việc trang mạng này gán vụ cháy với một sự việc khủng bố. Còn đối với Việt Nam thì sao? Những năm gần đây ấy, cũng xuất hiện rất là nhiều cái thông tin bịa đặt xuyên tạc được cho là gắn với những cái thuyết âm mưu đen tối. Trong đó bọn chúng thường tung tin sai sự thật về cái sức khỏe, đời tư, xuyên tạc danh dự, nhân phẩm một số cái đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thủ đoạn thường được kẻ xấu nó lợi dụng. Các đối tượng như Lê Nguyễn Hương Trà này, Bùi Thanh Hiếu và các trang phản động như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, BBC Việt Ngữ, Thời Báo Giờ, vân vân. Bọn chúng thường xuyên đăng tải tán phát thông tin xuyên tạc về lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam. Những cái thông tin xuyên tạc bịa đặt này, này được chúng thêu dệt có rất là nhiều, như bịa đặt tin xấu về các chuyến công tác nước ngoài, như kiểu dư luận hiểu sai về cái ý nghĩa của việc lãnh đạo đi ra nước ngoài để tạo mối cái quan hệ làm ăn đối tác. Bọn chúng bịa đặt là lãnh đạo đảng nhà nước ăn tiền trong ngoặc kép ấy, nên không xử lý nghiêm minh sự cố hay môi trường biển ở miền Trung chẳng hạn, hoặc là đơn đặt các cuộc đấu đá thanh trừng phe nhóm khi đảng ta đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đấy là trong những cái chiêu bài mà chúng thường xuyên nó đưa ra cái thuyết âm mưu đấy. Mà đặc biệt á, chúng ta còn nhớ một cái thời gian mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có vào khu vực miền Nam để thăm thị sát, thì bọn chúng lập tức tung tin xuyên tạc về sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Bọn chúng ấy ác tâm gắp lửa bỏ tay người, bịa đặt trắng trợn, xong lại cố tình tỏ ra thạo tin kể tường tận như đang tường thuật diễn biến một sự việc nào đó, như chẳng khác như người ta tường thuật trực tiếp một cái trận bóng đá đó. Nhiều người cứ tưởng đấy là thật, bởi vì chúng dựng chuyện gian cảnh rất là quy mô bài bản, nên thì nhiều người đã vô tình tiếp tay chia sẻ những cái video clip hoặc nhấn like cho những cái bài viết video clip của bọn chúng như vậy. Bọn chúng dựng việc thí dụ như là cóp nhặt thông tin này, đoán mò này, suy luận ra này, trong khi đó những cái thông tin ấy hoàn toàn là bịa đặt. Đấy. Thế rồi chúng còn dựng cái chuyện ra nhóm này nhóm kia nó hãm hại nhau, xong thực tế chúng không hề có mặt ở
nơi xảy ra cái sự việc đó. Nhất là cái đám dân oan, dân tham, đặc biệt là cái đám đánh bot BOT, bọn chúng cũng sử dụng mạng xã hội Facebook, sử dụng cái công nghệ live stream để tuyên truyền xuyên tạc. Bọn chúng còn đưa ra là thông tin công an đánh Huệ Như, bà Đặng Huệ Như này sảy thai đấy. Nếu mà nói về Facebook cá nhân ấy, một số đối tượng xấu đã bịa đặt, suy diễn, kích động làm nóng cái tình hình lên, đặc biệt là các thế lực thù địch, các thành phần phản động. Bọn chúng suy diễn, nâng cao quan điểm, điểm này, vu khống bịa đặt để tạo sự chú ý của dư luận, từ đó đưa những cái luồng thông tin xấu độc vào trong dư luận, và qua đó nhiều người tưởng thật là chia sẻ thông tin là ở chỗ đấy. Những cái thông tin như vậy ấy, không đơn thuần là kích động sự hiếu kỳ mà gắn với việc đơm đặt và mâu thuẫn, đấu đá nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cũng như các cơ quan tổ chức, hoặc là những người nổi tiếng nào đó. Đương nhiên á, là ánh sáng sự thật sẽ xua tan những cái luồng thông tin đen tối đó đi ngay. Song với một số đối tượng, chúng cố tình lợi dụng phát tán thông tin bịa đặt về ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước cái thềm đại hội 13 của Đảng này, rất là nguy hiểm nhé. Bọn chúng á, làm vậy không đơn thuần chỉ vì động cơ chính trị, mà còn nhằm mục đích dựa vào đó để câu like, nổi tiếng, để kiếm tiền trên sự gia tăng các lượt xem, lượt bình luận, chia sẻ ở trên mạng xã hội, đặc biệt là YouTube. Chúng ta muốn ngăn chặn được những cái luồng thông tin xấu độc đó, muốn ngăn chặn được cái thuyết âm mưu và cái nấm độc thông tin ở trên mạng xã hội này, thì chúng ta cần phải làm gì? Đó là không tạo kẽ hở. Nếu mà không muốn tạo kẽ hở, chúng ta phải làm gì? Đấy. Đáng tiếc ấy, trước những thông tin và âm mưu đen tối này, một số người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, lại thích hiếu kỳ chia sẻ bình luận để câu like trong các sự việc thông tin bị đặt như Dương Vi đã nêu ở trên ấy. Một số cựu chiến binh đã bức xúc phản ánh với báo Quân đội Nhân dân hiện tượng có cả nhà báo thường xuyên viết bài trên mạng cá nhân và nói xấu với hàm ý lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có những bài viết với lời lẽ thiếu khiêm tốn, té nước theo mưa, cũng như thông tin xuyên tạc không đúng với chuẩn mực đạo đức của người làm báo nha. Ở đây ấy, có cái tờ báo Thanh Niên này nhiều lúc đưa tin sai sự thật, đó là nấm độc thông tin. Còn có một cái thuyết âm mưu nữa là cho này này, các thế lực thù địch ấy, đặc biệt là cái đám Tân Thái, Benny Trường với cái đám mà hay ở trên Facebook đấu đá nhau xong xuyên tạc, nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán nước cho Trung Quốc. Đến năm 2020, Việt Nam sáp nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Mà nguyên văn là đến, Dương Vi nhắc lại nguyên văn nhé. Đến mùng 1 tháng 1 năm 2020, Việt Nam sẽ sáp nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc trong ngoặc kép. Đó là cái thuyết âm mưu của các thế lực thù địch, nó tung tin như vậy.
Cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ ra 9 cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cái nội bộ. Trong đó biểu hiện ở cái biểu hiện thứ tư, 9 cái biểu hiện là cái biểu hiện thứ tư là như thế này: kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong hoặc kép. Đấy, cái biểu hiện thứ tư trong 9 biểu hiện đó nhé. Cũng tại cái nghị quyết Trung ương khóa 4, Trung ương 4 khóa 12 ấy, Đảng ta đã nhận định thời gian qua chúng ta chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng về công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Cái việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Đấy, có lẽ đây chính là cái nguyên nhân khiến những cái nấm độc thông tin vẫn còn có đất để nảy nở phát tán. Do đó, bịt chặt các cái hở không bị lợi dụng và là việc cái cần làm ngay để đấu tranh có hiệu quả với nấm độc thông tin và cái thuyết âm mưu đen tối của các thế lực thù địch hoặc những người lợi dụng và mạng xã hội để tung tin sai sự thật, vu khống bịa đặt hoặc tạo sự kiện gọi là thuyết âm mưu đó. Muốn làm được cái điều đó, muốn ngăn chặn được cái thông tin đó thì chúng ta phải hết sức nghiêm túc và cần có cái phương pháp, biện pháp đấu tranh nó phù hợp. Vì vậy ấy, cần phải xử lý nghiêm minh cả về pháp lý và đạo lý. Nói về pháp lý, hành vi tung tin sai sự thật là đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Như tội vu khống thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo cái quy định tại điều 122 của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái án có thể phạt lên đến 7 năm tù. Hoặc là cái điều 5 cái nghị định số 72/2013 của Chính phủ ngày 15/7/2013 về quản lý cung cấp sử dụng cái dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì có quy định nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Đó. Và cái điều 8 mà tất cả những thành phần phản động nhé đều vi phạm vào cái điều 8 của bộ luật của luật an ninh mạng. Cái điều 8 của luật an ninh mạng á, có quy định các hành vi bị nghiêm cấm. Ví dụ như là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, đó là các thế lực thù địch nó thường xuyên kích động như vậy. Xong những cái thông tin gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Nhiều nước trên thế giới người ta cũng có bộ luật riêng để xử phạt những người tung tin sai sự thật trên mạng, chứ không riêng gì Việt Nam. Còn cái của thế giới Dương Vi cũng không phải trích dẫn làm cái gì, mọi người cứ xem tìm hiểu. Còn ở Việt Nam ấy, hiện các quy định pháp luật để quản lý và sử dụng thông tin trên internet ngày càng được hoàn thiện hơn.
Mà trong cái đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành cái nghị định 15 vào tháng 4 năm 2020 xử phạt rất là nặng về cái thông tin sai sự thật trên không gian mạng này. Nó nói về trước đó có một số đối tượng bị xử lý theo cái pháp luật như vụ Nguyễn Chí Khương trú tại Bến Tre quay và đăng tải lên Facebook đoạn clip bịa đặt cái đoàn xe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm Bến Tre, đưa về thăm quê xuyên tạc cái vụ đó. Nhưng thực chất đó là cái đoàn xe tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Đấy. Cái vụ nữa là vụ đối tượng Nguyễn Danh Dũng trú tại thành phố Thanh Hóa là chủ tài khoản và quản trị điều hành kênh YouTube Thiên An TV ấy. Nó xuyên tạc bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước, vân vân. Các cơ quan chức năng cũng từng đã đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi, và xong cơ quan có thẩm quyền ấy, bắt giam và xử lý cái đối tượng Hồ Văn Hải này này, kẻ tạo lập ra cái trang điều hành blog bác sĩ Hồ Hải ấy, mà có cái Facebook của Hồ Hải, hắn cũng là quản trị luôn, tung ra một số bài viết rồi trích dẫn bình luận mục đích là nhằm quy chụp hương lái người đọc hiểu sai vụ việc bôi nhọ công kích lãnh đạo Đảng, nhà nước. Đấy, kêu gọi phá hoại kinh tế Việt Nam, tẩy chay bầu cử Quốc hội, kích động biểu tình, vân vân. Đối với hiện nay á, bằng sự chủ động vào cuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông, các mạng xã hội Facebook và YouTube đã tích cực hợp tác tháo gỡ những thông tin xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước. Cũng bóc gỡ rất là nhiều á, đặc biệt là bóc gỡ những cái thông tin xuyên tạc nói xấu về lãnh đạo Đảng, nhà nước này, nói xấu về lãnh tụ này. Trên thực tế những cái vụ việc mà bọn chúng vi phạm trên không gian mạng này được xử lý nghiêm thì chưa nhiều, còn nhiều cái trường hợp vi phạm còn đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Ở đây dư luận ấy, mong chờ và sự kiến nghị của các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan pháp luật phải mạnh tay xử lý những cái trường hợp này hơn nữa, đặc biệt là xử lý nghiêm minh những cái đối tượng đơm đặt tán phát những cái thông tin xuyên tạc bịa đặt, đồng thời ấy, nhanh chóng sửa đổi bổ sung văn bản pháp luật theo hướng cụ thể hóa các hành vi vi phạm, tăng cường chế tài xử phạt. Mà cái tăng cường chế tài xử phạt lúc nãy Dương Vy có trích dẫn là cái nghị định 15 2020 ấy, được thực hiện vào tháng 4, cái đó ra cũng rất là kịp thời mà xử phạt rất là nhiều người tung tin sai sự thật về việc mua cái này mua cái kia để phòng chống dịch Covid, hoặc là thông tin sai sự thật về việc có nhiều người mắc Covid ở một số địa phương nào đó, thì những cái chủ tài khoản Facebook đó đã bị xử phạt rất là nặng. Còn về mặt đạo lý ấy, cái hành vi tung tin bịa đặt bôi nhọ danh dự nhân phẩm lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội và công an, thậm chí ấy, cả những cá nhân mà bọn chúng còn tán tận lương tâm bôi nhọ những cái lãnh đạo, những cái chết của các cố lãnh đạo. Đấy là những hành vi vô văn hóa, vô đạo đức, không thể chấp nhận được trong cái xã hội văn minh
Nó phải được phê phán đấu tranh bằng dư luận tiến bộ, lương tâm và đạo lý con người. Đã từng có những cái vụ tung tin giả về sức khỏe lãnh đạo đảng nhà nước bị bóc trần, và sự thật những kẻ gieo gió đã phải gánh chịu búa rìu của dư luận nhé. Chính vì vậy á, đặc biệt ở đây này, với mỗi cán bộ đảng viên, công nhân viên chức á, trước khi thông tin bịa đặt, trước những cái thông tin bịa đặt này này, phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, luôn là người biết gạn đục khơi trong, không bị tác động ảnh hưởng bởi những cái thông tin đó. Hơn thế nữa, phải có sự miễn dịch với thông tin xấu, không chia sẻ bình luận để tiếp tay cho những thông tin xấu đó. Với trách nhiệm cán bộ đảng viên, phải tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thông tin theo thông tin làm gì làm, chia sẻ hay là làm cái gì ạ, phải theo cái thông tin chính thống, không nên tin theo cái thông tin bịa đặt của bọn chúng. Mục đích là gì? Đấu tranh phê phán với những kẻ phát tán thông tin xấu ấy. Còn đối với mỗi người dân chúng ta này, chúng ta đã dần quen với những thông tin bịa đặt đấy rồi, vì chúng xuất hiện khá nhiều lần, không những nhiều lần mà bây giờ ấy, hầu như tiếp xúc hàng ngày với những thủ đoạn quen thuộc, nên cần hình thành cái thói quen ứng xử nói không với chúng. Có nghĩa là không thì không chia sẻ, không like, không xem, thậm chí ấy, vào còm cái này, dựng chuyện xuyên tạc bịa đặt mà vi phạm vào điều 122 của Bộ luật hình sự, hoặc vi phạm vào điều 8 của luật an ninh mạng. Anh sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm, chị bị pháp luật xử lý nghiêm bởi vì thông tin sai sự thật. Chúng ta nên còm như vậy. Đối với hành vi phi đạo đức, phải được đấu tranh bằng chuẩn mực đạo đức xã hội, phê phán lên án, đẩy lùi thông tin xấu từ mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội. Hoặc là những cái thông tin xấu độc ấy cần phải được đẩy lùi từ những người sử dụng mạng xã hội hoặc internet này này, để cô lập, loại bỏ cái thông tin rác khỏi cái cuộc sống của chúng ta. Đó. Nhưng mà nhiều người ấy vẫn bị những thông tin xấu độc, nấm độc thông tin này này, với cái thuyết âm mưu của bọn chúng á, dắt mũi. Rất là nhiều người đấy. Chính vì vậy ấy, chúng ta phải kiểm chứng thông tin nó, hoặc hắn chia sẻ bài online, cho dù có đọc hoặc có xem thì ta thấy đúng, hay mà chuẩn, kiểm chứng được thông tin thì chúng ta còm. Kiểm chứng không được thông tin thì cứ để đấy, lưu vào đó. Sau khi kiểm chứng thông tin xong thì như Dương My nói, còn sai thì phải phản biện, phản ánh bằng còm. Đúng rồi, xem phải biết chọn lọc thông tin.